vừa đem số lượng ma túy lớn về Đà Nẵng để tiêu thụ. Một nam đối tượng trú huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố bắt quả tang thu giữ gần 500 viên thuốc lắc và 200 gram ketamine. Nam thanh niên là Đào Xuân Trường Sinh, 30 tuổi, trú xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Từ đầu tháng 4, các trinh sát của đội 1 công an cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phát hiện Sinh thường có nhiều hoạt động khả nghi liên quan đến số đối tượng ma túy trên địa bàn nên báo cáo lập án đấu tranh. Đến gần cuối tháng 5, Sinh đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh để nhận ma túy về bán. Trên đường về bằng ô tô, Sinh rất cảnh giác, tránh sự phát hiện của cơ quan công an, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ. Công an thành phố phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Cảnh sát biển, Công an huyện Hòa Vang và các đơn vị nghiệp vụ khác bắt quả tang Sinh tại ngã tư đường tránh Nam Hải Vân và Hoàng Xuân Thái, phát hiện gần 500 viên thuốc lắc, 200 gram ketamine được cất giấu trong túi sách. Được biết, Sinh từng có tiền án về tội cướp giật tài sản mới ra tù, nhưng tiếp tục vi phạm pháp luật. Hiện công an thành phố đã tạm giữ Sinh để phục vụ quá trình điều tra làm rõ.